Không, làm có phòng trọ, kinh doanh cắt thép, với cũng làm môi giới bất động sản. Rồi gì vậy ta? Làm ở quận mấy? Rai rai vậy thôi. Rai rai mày thấy nhiều á. Ở quận Bình Tân anh. Nhà mình ở đó luôn hả? Bình Tân luôn. Khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Cái chuyện hướng tới thì nghĩa là mình có thể là tuổi thì cũng lớn rồi, thì thời gian tìm hiểu 6 tháng thì nó là chín mùi. Ý anh như vậy thì theo em sao? Dạ thì 6 tháng tới năm là ok. Mời em trai giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Đình Úc, sinh năm 1976, nguyên quán Sài Gòn, kinh doanh tự do, nói chung là làm có phòng trọ, kinh doanh cắt thép, với cũng làm môi giới bất động sản. Rồi gì vậy ta? Làm ở quận mấy? Rai rai vậy thôi. Rai rai mày thấy nhiều á. Ở quận Bình Tân anh. Nhà mình ở đó luôn hả? Bình Tân luôn. Mình đang ở với ai? Một mình. Ở một mình. Tại vì con Út mà. Con Út ở mình, không ở với ba mẹ hả? Dạ, ba mẹ mất rồi. Xin lỗi. Bây giờ xin mời nhà gái. Dạ, mình giới thiệu cho mình ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh Minh, bạn trai bên kia. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hồng Phương, em thì quê Tiền Giang, hiện tại thì em sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Ủa mà bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 36 tuổi. Rồi, bây giờ mình nói một chút xíu về ưu điểm của mình đi. Nhà gái nói trước đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là sale, em là nhân viên kinh doanh nên thì em hơi bị lanh. Rồi khuyết điểm của em hả thì em nấu ăn không ngon lắm. Thật ra nấu ăn không ngon thì nó cũng phải là khuyết điểm, mà hình như nó là tình hình chung. Nấu ăn không ngon không sao hết trơn, quan trọng là mình nấu ăn có tâm là được rồi. Đúng rồi. Rồi mời nhà trai, ưu điểm của mình cho bà nhà gái nghe đi em. Khuyết điểm thì nói chung là nấu ăn thì cũng không biết nấu. Hai người về nấu ăn cơm tiệm được rồi ha. Ưu điểm thì thoải mái, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, thích ca hát gì đó, rồi du lịch, kinh doanh thì cũng chịu khó làm ăn buôn bán. Còn nhược điểm thì tấm tình thì nói chung là cũng hơi có hơi cọng chút. Cọc là cọc cỡ nào? Lúc đó là phải kiềm chế để về thì nói với nhau, nói chung là vợ chồng là phải biết chia sẻ với nhau. Quan trọng là cái yếu tố là chia sẻ. Đúng rồi, chứ cặp quá đập nhà chén, đập nồi, đập người ta nó mệt lắm đó nha. Tốn tiền lắm. Tốn tiền thêm đúng không? Mình có mấy mối tình rồi? Em thì nói chung là cũng gian dở. Gian dở. Dạ, có hai đứa con. Hai đứa con, con lớn là mấy tuổi? Con lớn là học lớp 9 là 14 tuổi. 14, con trai hay con gái? Hai đứa con gái. Hai đứa con gái. Dạ. Rồi hai con gái đang ở với ai? Ở với bên ở bên mẹ. Bên mẹ. Bên mẹ. Rồi bây giờ là mình mỗi tháng mình có chu cấp gì cho con không? Dạ đúng rồi. Thì trách nhiệm làm cha là phải hết duyên thì cũng nghe là hai vợ chồng vẫn là tình bạn với nhau. Chu cấp là trách nhiệm là phải chu cấp đầy đủ cho con thôi. Rồi tốt. Đường tình duyên bên đây vậy đó. Dạ rõ ràng mạch lạc đã nghe ạ. Rồi bây giờ mình tới đường tình duyên của mình nè. Dạ thì em cũng lập gia đình rồi. Thì bây giờ thì hiện tại độc thân thì em có một bé trai 4 tuổi đang sống chung với em. Hiện tại ở Sài Gòn thì em sống chung với anh chị của em. Em ơi, em nhà gái mình chia tay với ông xã lâu chưa? Dạ cũng hơn 2 năm rồi anh. Hơn 2 năm. Dạ. Bên mình chia tay lâu chưa? Em 5 năm anh. 5 năm. Thôi bây giờ các bạn cũng đã dở dang lần đò rồi, các bạn có thể hiểu hơn. Các bạn có thể gọi là có những cái kinh nghiệm hơn trong cái đường tình duyên đó. Mình cảm giác mình sai cái gì, nói để chi, để chúng ta có thể sửa cái sai đó cho cái cuộc hôn nhân sau này. Thì cái sai của em là lúc trước là cũng có hơi cọc cái đó. Rồi nhiều khi nó bộc phát, không có đúng thời điểm. Rồi thì sau này thì cái chuyện mà vợ chồng nó hết duyên anh. Thì nói đơn giản thôi. Còn cái chuyện mà cờ bạc rượu chè là không có. Nếu có thì không thể nào mà giữ có tài sản ngày hôm nay. Mình có rút ra được cái bài học đó là do cái tính mình. Một phần trong cái chuyện độ hôn nhân của do mình cọc. Mình có giảm cái đó chưa? Mình bớt cái đó hay mình bỏ luôn chưa? Dạ có anh, chúng là có. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Khoảng 70%. Thôi 70%. Còn 30 đúng không? Từ rồi chứ 30 từ đây tới lúc mà mình tìm được người yêu mình phải bỏ hết nha. Dạ ok anh. Nghe bên kia cọc quá mình sợ không? Dạ cũng có chị. Bớt 70% rồi. Mình sẽ không có kiềm chế được lúc mình nóng giận thì sẽ gây ra có những cái chuyện xảy ra rồi thì mình không rút lại được nữa. Đúng rồi, có những câu nói trong lúc chúng ta nóng giận, trong lúc chúng ta đang cảm xúc á, sau này nhìn lại hối hận lắm. Bây giờ nè, tiêu chí bạn trai của mình là như thế nào mình nói cái mình đánh nhanh rút gọn qua bên kia coi liền. Cao hơn em. Cao hơn hả? Để qua coi. Có. Ủa, cao. Cao nhiêu vậy? 1m65 trở lên. Bên đây cao lắm đó nha. Em chào anh Út. À, chào chị. Bên đó yêu cầu là 1m65 trở lên á, anh Út cao nhiêu? Chuyện nhỏ. 1m75 chị. 1m75 đó.
Thật ra là thấy là cao rồi mà phải hỏi cho cụ thể để coi bên đây có chịu không. Dạ. Rồi gì nữa? Tiêu chí đầu tiên là ok đó. Phải vui vẻ hoạt bát chị, không có gia trưởng. Dạ, bên đây có vui vẻ không anh Út ơi? Mình vui vẻ không? Dạ, vui. Vui chứ. Dạ, bên đây vui vẻ. Là buôn bán mà bất động sản này kia. Đó, đó vui, vui đó. Ừ, đó rồi, vui gì đó. Nữa? Anh người à, tròn trịa xíu nha chị. Mình đó ốm. Tôi mới nuốt rồi, tôi coi rồi. Dạ, anh chào. Bên đây rồi, tướng, rồi á. Tướng ngon á. Tướng này vừa phong trần lắm á. Tướng này thật ra tướng đàn ông về là đủ á. Tướng là kiểu như là phong trần giống như là mấy anh Kim Hiệp hồi xưa vậy đó. Kiểu vậy đó chứ đúng không rồi. Có tròn. Tròn là đây tròn nè. Đây. Ai tròn? Tôi nói vậy đó tự hiểu. Người ta múp mít thôi. Em thích á. Anh nói thường có tập thể thao giống như thường. Ví dụ trong hết giờ làm em phải đi chạy xe đạp hoặc là tập môn thể thao cầu lông hay gì đó em thích. Dạ rồi bên đây mình có chơi thể thao mình. Dạ có. Môn gì? Gym, đi bộ tập, nói chung là tập gym. Nói chung là có thể thao mỗi ngày đúng không? Rồi hợp lý. Rồi mình muốn một người yêu lý tưởng, một người vợ tương lai thế nào Út? Em thì đơn giản thôi, một người vợ thì biết thứ nhất là em cần một người vợ hiền, hiền. Rồi biết lo cho gia đình. Được không gái? Dạ được. Rồi ok, em gái đi với em gái. Dạ em đi với chú. Chú trẻ quá ha, chào chú. Xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Chú cũng nói với lại hai cháu thì mỗi bên cũng đã dặn dò một lần rồi đó. Thì bây giờ chú muốn là hai cháu nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn và biết chia sẻ nhiều hơn. Cái là bạn trai của cháu bên đây á, theo chú đánh giá là cũng phong trần lắm, cũng tình trải lắm đấy, cũng cứng cáp. Nói chung là chú ok. Ok. Chú chịu hả chú ha? Rồi bây giờ mình đến với gia đình của anh nè, anh đi với ai? Dạ, đi với chị em. Dạ. Chị ruột hả? Chị ruột. Chào chị. Dạ chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Và chào tất cả khán giả có trong phòng quay hôm nay. Cũng muốn cho Út á, là có một cái gia đình để làm bạn về sau. Thì đến đây á, thì cũng thấy Phương đây cũng rất là được. Và cũng mong muốn á, khi mà đã thành cặp đôi thì cái sự chia sẻ, tại vì hai người cũng gãy đổ thì đến ngày hôm nay chủ yếu là cái sự chia sẻ không có thì mới gãy đổ. Thì mong đôi bên tạo cơ hội. Còn ở đây nói thật á, là Út á, rất là hiền từ, nói nóng tính. Tại vì những cái gì á, để trong lòng đến khi mà ức quá nói ra thì nóng tính. Còn nếu biết chia sẻ thì Út trở thành cũng lý tưởng đó. Có nghĩa là người chồng rất là ok, biết gia đình. Thì nói về được rồi đó. Ok, cảm ơn gia đình hai họ. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Hai bạn cũng lớn rồi, cũng đủ để chúng ta chiêm nghiệm để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Bắt đầu đi Út. Anh có một giỏ hoa tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà tặng em. Chứng dạ em gửi anh một cuốn sách. Dạ ok, dạ chính xác. Cảm ơn em. Về mặt ngoại hình tôi thấy hai người hợp rồi đó. Bên một cô gái cũng xinh đẹp, cao ráo ha, rất là cao luôn. Bên đây chàng trai cũng rất cao, phong trần hai người. Gen hai người đó. Này cũng hợp lý đó. Hợp lý. Rồi, lần đầu tiên gặp mặt thì mình thấy sao? Hãy ngắm chút xíu anh. Ngắm đi. Có. Chung là lần đầu tiên thì anh gặp em thấy cao ráo. Giống như chú em nói, tụi mình cũng lớn hết rồi. Có thể là cho nhau một cái cơ hội. Thì có thể là mình hẹn hò, có một cái cuộc hẹn hò rồi. Để mà có thời gian tìm hiểu và thấu đáo với nhau. Đó. Anh thì đó, cái gì anh đã bộc bạch, tánh anh rất là đơn giản. Cần quan trọng cái yếu tố là cái sự chia sẻ đó. Thì đúng giống như chị anh nói là giống như không được chia sẻ. Hồi xưa em cũng vậy, cũng nóng tính. Rồi không chia sẻ thì xảy ra. Thì em cũng mong lập gia đình nữa. Thì em cũng mong có gì đó thì phải chia sẻ nói với nhau. Và lúc nóng tính thì kìm bớt lại. Với lại em có em có một em bé nhỏ nữa. Nên thì em cũng mong người đến sau thì thương em, thương luôn con. Có nghĩa là hai đứa cùng thương tất cả, con anh và con em cùng thương dạ, nhau rồi. Thì nó mới hòa quyện với nhau được. Cái điều đó là cái điều chia sẻ cao nhất, thiêng liêng nhất. Những cái chuyện nhỏ nhặt thì cái chuyện mình nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau rất đúng đơn giản. Quan trọng là cái việc biết nó thôi. Rồi, hai bên thử hỏi nhau khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được. Cái chuyện hướng tới thì nghĩa là mình có thể là tuổi thì cũng lớn rồi. Thì thời gian tìm hiểu 6 tháng thì nó là chín mùi. Ý anh như vậy thì theo em sao? Dạ thì 6 tháng tới năm là ok. Rồi thời gian anh chị tìm hiểu nhau dành cho nhau như thế nào? Một tuần gặp nhau bao nhiêu lần hay như thế nào? Mình chia sẻ với nhau luôn ạ. Tại vì em thấy anh cũng ở gần bên em bên quận 11 á. Thì em làm thì bên Bình Tân á. Dạ. Thì em thấy bình thường thì chủ nhật em hay rảnh. Dạ.
Rồi, anh thì buôn bán tự do thì nói chung là nó cũng dễ, có khi anh rảnh. Nhiều khi bận thì bận chút xíu rồi khi cũng rảnh. Gần như chủ nhật thì ai cũng nghỉ. Dạ. Anh thấy rằng hai bạn rất là hợp về mặt gọi là bên ngoài lẫn những cái suy nghĩ. Bởi vì các bạn đã trải qua một lần đò rồi. Bây giờ Út tiến đến nắm tay Phương. Rồi Út cảm nhận nãy giờ cuộc nói chuyện, mình cảm giác người con gái như thế nào. Rồi mình suy nghĩ sao, mình tính tương lai mình thế nào. Mà hai người nắm tay, nắm hai tay luôn. Rồi, vô luôn, bắt đầu nói đi, nói những cái gì suy nghĩ từ trái tim của mình với Phương. Nói chung là anh thì nói với Phương là về nhà cửa thì anh cũng đang khó. Thì cái chuyện là tương lai á, thì thương con em như thương con anh ấy. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ là anh nó là có nghĩa là sự đùm bọc con em về một nhà như vậy, đúng không? Cái quan niệm như vậy thì ok. Thì cái đó thì anh rất là ok thôi. Rồi còn cái chuyện mà tương lai thì mình cùng nhau từ cái bàn tay mình vượt lên và chia sẻ nhau phấn đấu để xây dựng là ok, là được ta. À. Em gái vừa thấy sao? Chưa tí nào hết. Theo hồi nãy anh nói á, thì em cũng thấy anh cũng hiểu được cái suy nghĩ của em. Còn về vấn đề tiến sâu hơn sau này thì chờ có thời gian tìm hiểu. Rồi bây giờ hát hồi để tặng nhau xong nào. Thôi giờ anh hát em một đoạn thôi để tặng cho em một bài Anh Còn Nợ Em của anh Bằng đi. Nợ bên kia chứ không phải nợ tôi đâu. Anh còn nợ em chim về núi ngàn đơn mà mưa đêm, đơn mà mưa đêm. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trôi qua rèm. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lát đổ chiều em. Và còn nợ em dòng sơ bánh cô hô, dòng sơ bánh cô hô. Con sông em đem. Hiểu quá ha. Hiểu quá ha. Sao thấy hát được không? Dạ anh hát hay. Nhưng em thì không biết hát. Bây giờ cảm nhận của em một chút xíu về Út coi. Em nghĩ chắc ảnh có thể đi tiếp quãng còn lại, đường còn lại với em. Hay quá. Rồi, như đó được rồi. Rồi, suy nghĩ cho kỹ các bạn nha. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Thấy các bạn đã hồi hẹn hò với nhau, bây giờ mình có thể nắm tay nhau được rồi. Đó. Đây. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha. Bạn trai, giới thiệu đi bạn. Xin chào chú Quỳnh Linh, cô Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay. Mình tên là Dương Tùng Khương, 25 tuổi. Mình đang là làm nhân viên IT tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán mình là Cà Mau. Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? Con làm ở Tân Phú. Tân Phú, 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay. Em tên là Lê Thị Thu Minh, năm nay em 27 tuổi. Em quê ở Bình Thuận. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp và em cũng đang ở Gò Vấp luôn ạ. Minh 27 tuổi. Dạ. Vậy là Minh lớn hơn Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Sao thấy sao không trai? Dạ, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ. Ủa sao gu con là sao? Trong cái form đăng ký là con có điền là con thích lớn hơn con 1 hoặc 2 tuổi. Vậy đúng gu đúng không? Dạ. Vậy tốt. Trời ơi, chú lo nó không đúng gu á. Rồi, được chị rồi đó. Tụi chú chọn đúng gu hết trơn á. Ưu điểm ngoài điểm của Minh là gì? Em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em yêu thích động vật. Và đặc biệt em rất là thích chó. Con nào lùng lùng mập mập cũng thích lắm. Thích mập lùng lùng hả? Dạ, anh nên trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi. Ý em nói thích bạn trai giống chó hả? Không, nói chung là mập mập tròn tròn tí anh. Tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng, người thích người cũng mập mập lùng lùng giống giống vậy, anh tưởng đâu giống đó. Bên đây chiều cao cân nặng nhiêu thử coi có giống không?
Dạ, con cao 1m77, nặng 79kg. Cao 77? 77. Dạ. Nặng 79. Dữ vậy ta. Trời ơi, vậy là cũng mập mập lùng lùng. Mập mập tròn tròn rồi. Em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký? Dạ em cũng chuẩn lắm anh, em 1m50, nặng 50kg. Trời ơi. 50 vậy là thua đây, xa rồi. Dạ không sao. Càng cao càng tốt. Rồi, còn bên kia thì ưu điểm nhược điểm của em là gì? Ưu điểm của con là dễ gần, hòa đồng, vui tính. À. Nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính. Vui tính mà nóng tính nữa. Dạ. Tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời. Có hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Dạ. Nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ. Bỏ. Dạ. Một bỏ ngày hút mấy gói không tốt đâu. Ngày hút 7 điếu à. 7-8 điếu đó chịu nổi không? Cũng tạm. Mà điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó. Hút thuốc lào luôn chứ thuốc. Thôi nha, đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha. Dạ. Bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi. À, dạ em thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Ừ. Còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm. Ủa lần sao? Có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm. Nên hai đứa không có đến được với nhau. Mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng. Sai người. Dạ, sai người nhưng thời điểm em cũng đã chuẩn bị đủ để có thể. Đợt này là trúng người trúng thời điểm là hốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì cưới được? Dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được. Cuối năm nay được luôn? Dạ. Cuối năm còn có mấy tháng nữa? Dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu, 3 tháng còn tháng chuẩn bị. Rồi đó coi, nhanh lẹ dữ vậy. Bên rất kia bản lĩnh. Chịu không? Theo kịp bên đây không cưng? Dạ chịu. Đúng gu không? Dạ đúng gu luôn. Đúng gu luôn. 3 tháng tìm hiểu, tháng chuẩn bị kịp không? 1-2 tháng cũng được. Rồi đó coi. Thích là cưới. Rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ là trải qua 2 mối tình chính thức thôi. À, một mối tình là quen một người là hơn 2 năm. Sao bỏ? Là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác. À, có người khác chứ ta làm thêm buổi tối ta tốt chứ có gì đâu. Không có đúng. Người khác ta bỏ mình. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái bạn đó quê ở ngoài Quảng Bình á. Ừ, sao con quen xa từ Cà Mau tới Quảng Bình vậy? Tại bạn nó cũng học tập ở trong này á. À, rồi sao chia tay? Là bạn ấy nói là về quê để đi Đức. Ừ. Có người thân ở bển bảo lãnh cũng bển làm gì đấy. Rồi có người khác luôn. Dạ. Sao thê thảm quá vậy ta? Quen ai cái người đó có người khác vậy? Rồi. Cái này dứt khoát là phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Dạ, cho nên chuyến này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn. Để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao 1m7 nhưng mà nãy nghe bạn nói 1m77 là đủ rồi. Ngon, 77. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. À, cũng đừng có tính toán chi bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng đâu. Không. Mẫu người lý tưởng mập tướng tá cao thấp mập ốm. Dạ thì 1m7 mà nặng 70kg là thấy tròn tròn là được. Còn bạn mà 79 lên nó vượt 2kg rồi. Giảm hơn 2kg là đẹp. Đâu có 77 với 79 là nó dao động trong cái khoảng đó không đó. Ờ, nó thích mập. Nhưng mà số đẹp thì. Trời ơi còn số đẹp nữa hả? Bây giờ còn gì nữa không? Dễ nhìn một chút. Tướng tá sao, có tập gym tập gì không? Thích không? Dạ không cần ạ. Không cần đúng không? Dạ. Thích bạn trai mấy muối? Một muối à, một muối à. Một muối à. Ngay luôn. Mày ngay một muối luôn, đúng không? Một muối luôn. Điều gì không thích nhất ở người bạn trai? Thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị. Có lăng nhăng không con? Dạ không. Tướng lúc ngủ rồi lăng, lúc nói thì nhăng. Bạn trai giờ cao to đẹp trai rồi, xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không? Dạ không. Nó là chủ yếu là do bạn thôi. Bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu. Nên em thích tự nguyện thôi. Chính xác. Ta là muốn rồi không có cản được. Thành ra quan trọng là lòng tin thôi. Con trai muốn tìm bạn gái thì sao? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Dạ còn cao thấp 50 á, 1m50 đó. 1m50 được. Nặng 50 kg luôn á. Dạ không sao. Số đẹp đâu. Vì là con thấy là cũng dễ nhìn rồi. Dễ nhìn ha. Dạ. Để chú qua chú coi coi bạn gái tương lai thế nào. Dạ chào. Ồ, dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm. Xa, bữa nay có xe đưa rước luôn. Bình thường lắm anh. Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được. Ủa nghề em là gì? À em đang là trợ lý kinh doanh. Kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không? Dạ. Em có mơ ước sau này mình kinh doanh cái gì không? Dạ có. Có mơ ước em nhiều lắm. Em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng. Thì em cũng đang muốn làm thương mại cái ngành đấy. À tốt. Anh thấy cô gái bên đây rất là dễ thương đó.
Yeah. Bạn trai thích cái người, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ, con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hỗn hào này kia. Trời ơi, con gái đâu mà tính toán lăng nhăng hỗn hào mệt lắm. Phụ nữ ít có lăng nhăng, ít có hỗn hào lắm. Dạ. Lăng nhăng chỉ thuộc về đàn ông hơi nhiều. Còn gì nữa không? Dạ không, con dễ lắm, tiêu chuẩn dễ con lắm, dễ hả? Lắm. Đơn dạ. Giản quá vậy con. Hồi nãy bạn gái đã kể tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa? Nghe chưa. Mình có những tật xấu gì? Dạ em thì cũng ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi. Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm. À. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em nốt hết rồi. Vậy cũng đâu có sao. Tao thì coi bên đây coi. Chà. Cũng bự dữ hen. Mới 25 tuổi hả con? Dạ. Sao lấy vợ được con? Sớm quá. 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. Mà chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị, con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức thôi chứ vật chất nhiều quá thì cũng nhưng nhờ mà giờ ba mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc cho bạn nữ nữa, hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa, hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống, tại vì nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng được luôn. Ừ, có nghĩa là dễ lắm phải không? Dạ, tùy bạn gái quyết định. Dạ. Tại vì con cũng có một người em gái nữa. Con suy nghĩ là nếu mà con nuôi cha mẹ vợ tốt thì anh em rể con sẽ nuôi cha mẹ con tốt. Hay vậy hả? Dạ. Nghĩ vậy luôn á hả? Dạ. Cưới luôn. Cưới luôn. Con nói thiệt không vậy? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Con nói thiệt mà. Chắc cú phải không? Đẹp trai lắm nha. Trai lắm á. Hốt này, liền. Trai đi với ai? Hốt liền nha. Dạ, dạ. Con đi với dì con. Dì thấy cháu dâu tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok. Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à. Theo dì thì cháu dì lấy cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho gái, và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không? Theo em nghĩ thì cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. Nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì hai cháu cũng cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi, cảm ơn dì. Em gái thì với ai vậy? Dạ em bữa nay em đi với gia đình, với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À có ba. Dạ con chào chú. Xin chào chương trình, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào cháu trai, con của chú. Thì tính của nó thì nãy đã nói rồi, tính tình cũng vui vẻ, hoạt bát. Nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút. Chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau, thì nếu hai cháu thấy được hợp tình, hợp ý thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp. Dạ. Theo. Rồi, bây giờ mình mở rào, mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không. Mở rào. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn. Em cũng có quà cho anh. Em có một cuốn sách này là mang tên là Đón Nhận Thay Đổi. Mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn. À, thế đâu, cảm ơn em. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào anh? Tùy nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không? Dạ, em hiền nhất công ty á. Dạ. Vậy là cũng biết công ty thì sao? Anh có thích nuôi chó không? Có, nhà lúc nào cũng yêu quê lúc nào thích chó. Ừ. Dạ, nên có được, nếu mà được nuôi thì em cũng rất là thích nuôi một con chó. Được chứ. Có chịu không hay gì? Chịu, anh thích chó với mà mèo là anh thích lắm. Dạ. Bữa tối em có thường hay đi chơi không? Dạ thì hiện tại em cũng đang một mình á, nên em cũng ít đi lắm, em ở nhà không à. Nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi. Dạ, anh dẫn em đi không? Dạ đi. Nãy cổ đòi kết hôn sớm đó, bàn với ảnh đi, anh chịu không? Mạnh dạn lên em. Tại trai. Tại sao mà em lại muốn kết hôn sớm? Một mình buồn anh. Thì em buồn. Muốn có một người bên cạnh. Buồn vui mình chia sẻ với nhau. Về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi. Nói chung một gia đình vui. Khi nào thì anh kết hôn được? Anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Một kế hoạch cũng giống em. Em có thường hay chửi người khác không? Không à. Dùng từ chửi em... Làm gì tới chửi vậy? Em chỉ hơi lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Dạ. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em. Còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được. À. Bạn trai cảm thấy như thế nào? Dạ, em thấy bạn nữ khá ok. Nói chuyện với bạn đi, anh cảm nhận em như thế nào? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy, anh thấy như thế nào? Em cảm thấy em rất là
hiền đó, có nét hiền. Dạ thương. Em hiền lắm. Không gu không? Mắt đẹp. Thôi dạ cảm ơn anh. Tại vì thôi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp. Có thích không? Dạ cũng thích. Thích dạ. Bây giờ em tiến lên em. Em có thích được không? Em có thích được không? Hả? Dạ. Nhìn anh em có thích được không? Bây giờ em tiến lên, em tới em nắm tay cô gái ấy, em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài. Chứ hỏi người ta em thích anh không? Gái mới gặp lần đầu em thích anh không? Sao người ta trả lời? Con đang bị đau họng, con đọc một bài thơ được không? Thì cũng làm gì làm, đứng lên nắm tay cổ đi là... Mạnh dạn lên. Bài thơ này là trên lúc nãy con đi xe qua con viết. Mới làm hả? Xúc cảnh thành thơ. Thơ tự làm luôn hả? Dạ. Rồi đọc đi. Có duyên mới gặp một lần, không duyên chẳng gặp lần nào người ơi. Thiền anh hạnh phúc xa khơi, em kêu một tiếng anh bơi vô liền. Mong trời kết chỉ xe duyên, chầu cao anh tới năm sau đón nàng. Năm sau luôn hả? Hay. Có lúc lúc mà con làm thơ đó, con có tưởng tượng ra cô này không? Tưởng tượng ra thế nào? Con cũng có tưởng phần, tại con thích cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí. Là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu đó vậy đó hả? Dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con, cái gu của con. Đúng gu con thì đúng. Dạ. Thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ gì cô ấy, mình muốn cái gì. Một câu nữa thôi, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Anh với em gặp cũng là một cái duyên, thì còn cái nợ hay không thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Em đang nghĩ gì về cô gái ấy? Em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc. Sao không biết sao ta nhiều cảm xúc? Con phải biết gì con? Nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm xúc nhiều á, con thích những người vậy. Chung là thích. Thích. Thôi thích được rồi. Cảm xúc là thích. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Coi vậy chứ to to con vậy chứ cũng hiền. Chân thành. Này được đó. Em có thích anh không? Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây. Nắm tay bạn gái đi nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nói một tiếng gì với lại bác đi. Dạ, xin phép bác cho con và em được hẹn hò. Em tên gì? My. Dạ, cho con và My được Minh. Xin Minh, Thu Minh. Dạ. Cho con và Minh được xin phép hẹn hò với nhau. Dạ, con cảm ơn. Xin nữa. Cho con xin phép được hôn em Minh. Thà hôn trước mặt còn hơn hôn lén lút. Bác đồng ý rồi đó. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em giới thiệu đi em. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Minh Hàng Rào và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay cũng như quý khán vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Thanh Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên kế toán, sống và làm việc tại quận Thủ Đức. Nhà em thì ở dưới Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Lần đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ kế bên. Em tên là Nguyễn Văn Giang, 34 tuổi, đến từ Bến Cát, Bình Dương. Nghề nghiệp chính, chuyên môn chính của em là kỹ sư điện. Công việc hiện tại của em là em làm là Production Supervisor, là giám sát sản xuất cho một công ty về thiết bị y tế là Terumo BCT Việt Nam. Địa chỉ là ở Long Thành, Đồng Nai. Nhà bạn ở Đồng Nai là ở đâu ha? Nhà mình thì mình ở dưới Long Khánh á, nơi nào mà trái cây nhiều nhất đó. Long Khánh thì bản thân Giang thì cũng rất là thích ăn chôm chôm, thì hy vọng là sẽ có dịp được đi xuống Long Khánh. Không có chôm chôm đâu mà ăn. Chôm chôm hết mùa rồi bạn ơi. Hết mùa rồi. Gặp sớm hơn tí nữa chắc có đó. Rồi mình giới thiệu về mình đi cho bạn gái mình kia biết. Thì bản thân Giang thì là một người rất là cởi mở, hòa nhã và chân thành. Thì bản thân cũng là thấy là một người chín chắn, điềm tĩnh và rất là chính trực. Và đặc biệt là trong công việc làm thì rất là sâu sắc và tỉ mỉ. Rồi còn em? Trước khi tốt nghiệp đại học xong thì em làm nhân viên xuất nhập khẩu.
Nhưng mà 2 năm gần đây thì em về em làm kế toán cho con một công ty vận tải của người quen. Công việc thì kế toán thì cũng có tỉ mỉ á, nhưng mà nói thật thì điểm yếu của em thì có lâu lâu nó cũng hơi mất tỉ mỉ một tí. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không em? Điểm yếu của em á thì bạn bè nó chơi với em nó nói hoài một câu à, sao mà tao không thấy mày điểm mạnh bằng một bầu trời điểm yếu không à. Nên nếu mà xét ra theo em thấy em yếu nhất á, chắc có thể là em dễ bị dụ nhất á. Trai đẹp dụ là được. Nhưng mình cũng phải có cái điểm mạnh nào chứ đúng không? Điểm mạnh thì em có thể tự tin là em nấu ăn rất là ngon. Rồi về tình trường mà bạn trai trải qua mấy mối tình rồi em? Chị Cát Tường, em trải qua 2 mối tình thì các bạn biết thì mối tình hồi học sinh thì lên năm nhất đại học thì cũng không có bền. Và mối tình thứ hai thì chia tay cũng lý do là hồi đó em chưa có đủ sự quan tâm lắm dành cho bạn nữ đó. Đến với chương trình thì em nghĩ là đã đến lúc và em nghĩ là em có đủ sự chín chắn và sự quan tâm cần thiết và sự chân thành để dành cho bạn nữ kế bên. Tốt, có sự quan tâm là được rồi ha, đừng có thiếu sự quan tâm. Mình thì sao em? Dạ em thì ít hơn bạn nam bên kia. Xét mà về mối tình của em á thì đơn phương thì em yêu hai mối tình đơn phương. Nếu mà xét mà chính thức á thì em chỉ có một mối tình duy nhất thôi, nhưng mà cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Do khoảng cách nó xa quá nên không có sự quan tâm với nhau, nó thiếu lại. Ở đâu với ở đâu mà xa? Dạ ở tuốt ở dưới Kiên Giang lần chị. Trong khi đó em ở Thủ Đức. Thành tình yêu chưa đủ lớn ha. Dạ, để mà vượt qua. Nhưng rồi mà em nói đàn trai hơi lo cái chuyện là em hay bị dễ bị trai đẹp dụ đó. Đủ giờ đang có người yêu hay có gì cái em bị dụ rồi sao? Dạ không, anh có người yêu rồi. Em chào anh. Chưa có người yêu thì em sẽ rất dễ bị dụ, nhưng mà khi mà có rồi thì em lại là chung thủy. Thứ đẹp trai là dụ em được á hả? Dạ, giờ trai đẹp là dụ được. Còn khi mà đã xác định rồi là trai đẹp cỡ mấy cũng không dụ được. Đúng nha, chứ nhiều khi có chồng, có người yêu, cái trai đẹp dụ cũng chịu luôn là mệt lắm. Cái đó em không dám. Rồi, em muốn một chàng trai như thế nào? Dạ, lên đây thì em muốn tìm một chàng trai, nói chung là cao từ 1m65 trở lên. 65, có luôn. 1m71. Đúng rồi. Dừng 71 luôn hả? Ừ, 71 luôn. Ngoại hình thì có hơi đô con tí, tại em thích nhìn trai cơ bắp. Khỏe mạnh. Có đô. Có đô luôn hả chị? Có đô. Công việc thì chắc chắn là phải công việc của bạn là ok, em nghe bạn giới thiệu là ok rồi. Rồi, gì nữa? Đặc biệt là không được hút thuốc. Có hút thuốc không? Không. Hút thuốc uống rượu thỉnh thoảng em. Nói chung là không hút thuốc. Dạ. Rồi, gì nữa? Và không có gia trưởng nữa anh ơi. Không gia trưởng. Con trưởng chứ không gia trưởng. Có luôn. Rồi vậy là ok rồi. Khỏe đúng không? Khỏe rồi đó anh. Trời ơi, đàn trai ngon lành luôn. Còn bên kia, bây giờ bên kia nói cái chuẩn của mình đi, để bên này nghe coi được thì, không. Bản thân em thì em cũng nghĩ là chỉ kiếm một quan nữ là năng động, nhiệt tình và đủ sự chân thành. Thì bản thân Giang thì Giang đi làm về thì Giang cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, cũng phải đi chợ nấu nướng rồi cũng phải dọn dẹp nhà cửa, rửa chén rửa bát, quét nhà quét cửa. Và bản tính thì cũng sạch sẽ, thì bạn nữ bên đó cũng yên tâm. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Thì như bạn nói thì em không thích là bạn nữ là không có sự chung thủy. Bên đây là người ta có cái tiêu chuẩn bạn trai. Dạ. Và bên đây em nào về ngoại hình rồi vóc dáng rồi muốn sao nói luôn đi. Thì bạn nữ thì cũng dễ nhìn, cao 1m65 trở lên. Rồi. Dáng người thì mảnh mai. Nói chung là nếu con gái thì nếu mà có nhuộm á thì cũng nhuộm vừa thôi, và đặc biệt là không xăm. Tại vì em thì em thích người phụ nữ truyền thống. Bây giờ được chuyện nào đám cưới nè? Thì em hy vọng thì nếu mà được thì cuối năm thì, cuối năm? Dạ. Mọi thứ sẵn sàng hết rồi ha? Dạ. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với mẹ, với dì, với lại em trai ruột, em trai họ và 2 đồng nghiệp nam của em. Rồi cho gặp mẹ em nha. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường, dạ. Chào khán giả trường quay. Mình là mẹ của Giang. Con mình nay cũng đã là 34 tuổi rồi. Bạn gái cũng được, nhờ ông Mai bà mối cho 2 cháu nên duyên chồng vợ. Dạ, anh trai có ý kiến gì à? Cho ý kiến. Chào Cát Tường và anh Quyền Linh. Nhưng em là em Nguyễn Văn Sang, em của anh Giang. Nhưng em phần nhận xét của em thấy nếu mà chị bên đây đồng ý về với anh em là em thấy rất đẹp đôi. Nhưng phần mà chị nói nấu ăn ngon là hợp ý. Rồi, cảm ơn cả gia đình. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, trai ruột của em và một người bạn thân ạ. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Dạ, chào hai con. Thì theo như má thấy nhận xét thì má thấy bạn trai bên này thì má thấy cũng được. Cũng có công ăn việc làm ổn định thì cái này là cũng là một cái duyên. Thì nếu mà hai con cảm thấy được thì cho nhau một cơ hội để tiến tới hôn nhân. Còn không được thì bạn bè vẫn tốt không sao. Thôi được rồi. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha.
Dạ em cảm ơn. Chào liền anh. Dạ em cảm ơn. Thì hôm nay lên công ty nha, anh luyện rất là nhiều, không biết là ca có hay không, nhưng mà lời bài hát này là cũng những là cũng là những cái gì mà anh muốn nói với em, và hy vọng là em lắng nghe và em hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh. Bài hát này tên là Chân Tình ha. Dạ trước khi anh hát cho em tặng anh quà luôn đi. Đặc sản ơi. Dạ đúng rồi, đây là đặc sản cây nhà lá vườn của em. Cảm ơn anh nhiều. Nhà trồng luôn hả em? Dạ, nhà trồng ạ. Ồ trời, cái bưởi to quá ha. Anh sẽ ca bài Chân Tình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Trời ơi, múa có đòi minh họa nên mới chịu ha. Dạ xong rồi đó, thì... ôm bấm nút luôn đi, khỏi nói gì hết. Thấy hát học lại lý lắm rồi đó. Dạ không, thì lên em cũng có một bài hát, cũng muốn hát lại cho anh. Có cả anh múa gì không? Dạ có, nếu anh hổ được. Em thả bùa yêu nhé. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến ai. Nhưng nay tin em ồn ào khi ngang sang anh nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có mấy khi. Em run rồi. Cứ tự nhiên em, tự nhiên không sao. Tin không em đang thật lòng. Em tiếp. Đang nghe đây anh nói đi anh. Rồi anh nói đi anh. Anh sẽ nói ba câu. Câu thứ nhất là biết quan tâm mọi người thì mọi người sẽ quan tâm mình. Cái câu thứ hai là nếu mà có khuyết điểm thì mình phải khắc phục, nếu mà không khắc phục là lỗi của mình. Và cái câu thứ ba nó là thời gian thì nó rất là quý giá, bởi vì cuộc sống nó rất là ngắn. Nếu mà em không trân trọng những cái giây phút này bên đây thì mình sẽ không có những cái giây đó. Trong ba loại đó anh có thích loại nào không ạ? Thì à? Anh nói em luôn là trong ba loại này thì anh thích nhất là quýt. Vậy em quýt lột anh cho anh luôn nhé. Okay. Quá tốt. Wow. Nếu mà lột thì ha, để anh lột cho. Để anh lột cho. Thôi lột chung đi anh. Lột hai đứa cùng lột. Trời ơi. Thôi em với anh Linh đi xuống luôn cho rồi đi. Chết rồi, thấy chưa? Em rung rồi nè, thấy chưa? Để em lột cho. Em lấy nè. Cái này. Rồi. Thì em có cả anh đút cho em ăn không? Nếu anh ok vui lòng. Thì ngọt không anh? Anh thấy nó rất là ngọt. Ngọt từ từ cái tai em bóc, và anh nghĩ là anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Anh mong muốn là ngọt từ vị ngọt đôi môi. Lột bưởi ăn luôn đi. Thì anh thấy là mình đến đây cũng là một cái duyên, và là một cái định mệnh. Thì anh nghĩ là hai chúng ta sẽ trao cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu về nhau. Về khoảng cách địa lý thì không có thành vấn đề. Thì một tuần lễ thì em rảnh khi nào ha? Dạ em rảnh thứ bảy và chủ nhật ạ. Thì nếu em rảnh thì em thích đi đâu ha? Ví dụ như là Bắc Sun, Aeon, Vincom, hay là em thích đi coi phim? Dạ không, em không thích đi vô trung tâm thương mại, em thích đi phượt, đi những cái khu mà sinh thái đó. Sinh thái, vậy là ở bên Đồng Nai có thác Giang Điền, em đi cho ta ha. Dạ chưa anh. Vậy là mình có dịp mình đi cuối tuần. Dạ. Hai đứa tìm nút bấm luôn đi. Được rồi, hợp lý rồi, bấm luôn em. Thì khỏi đếm luôn đi em. 1, 2, 2, 9, 9 3. Rồi. Bữa nay khỏe á. Rồi, tự ôm hung luôn. Đó. Rồi, con xin phép bác. Bây giờ hung nè, trời ơi. Xin phép bác với em trai. Hung tàn. Vì hung tay, hồi nãy mới đúc nha, ăn quýt đồ dữ lắm nè. Làm dữ lắm mà, hung há luôn.